Và mùa giải 2024 của Formula One chính thức bắt đầu. Max Verstappen có màn tăng tốc và đẹp bài. Sự phía trong thì Charles Leclerc cũng đang tiến vào racing line của mình, tìm kiếm cơ hội để có thể vượt lên ở khúc cua đầu tiên. Nhưng Charles Leclerc vẫn chưa chiếm được đỉnh cua. Và đó là Max Verstappen vượt lên. Max Verstappen vẫn giữ được vị trí dẫn đầu của mình. Ở phía sau, George Russell vẫn giữ được vị trí thứ 3 và đã có cờ vàng xuất hiện. Cờ vàng ở phía sau đoàn đua. Một tình huống bó vào trong của Max Verstappen chặn lại racing line đến từ phía Charles Leclerc. Charles Leclerc đã bị tụt lại hoàn toàn sau khúc cua đầu tiên, và khi đó là thời điểm mà Max Verstappen thực hiện lượt đẩy của mình để gia tăng khoảng cách với đối phương. Và đây là tình huống va chạm tại khúc cua số 1, tình huống đã khiến cho Nico Hülkenberg bị hỏng cánh gió trước. Ngay khi vào cua thì Lance Stroll đã va chạm đối với chiếc xe của Nico Hülkenberg. Một tình huống mà chính Lance Stroll cũng đã có một pha đi vào góc cua quá sâu và nhìn thấy phía trước xe của Lance Stroll đi vào cướp, và nó cũng là một trong những nguyên nhân để khiến cho chiếc xe của anh bị đang khiến cho chúng ta tạo ra được tương đối nhiều những đoàn tàu DS ở trên đường đua vào thời điểm này. Và bây giờ thì tình huống va chạm giữa Nico Hülkenberg và Lance Stroll sẽ bị điều tra. Còn đây là pha vượt mặt đến từ Lando Norris. Lando Norris đã vượt qua được Fernando Alonso, và phía sau Alonso đang là Oscar Piastri. Piastri cũng đang chịu áp lực lớn đến từ Lewis Hamilton. Còn đây là George Russell. George Russell và Carlos Sainz, chính xác là Leclerc. George Russell đã vượt qua được Charles Leclerc. Tình huống vượt lên rất tốt của George Russell, và anh đã chiếm được vị trí thứ hai. Và bây giờ đang gây áp lực cho vị trí của Max Verstappen. Carlos Sainz thì đã nói rằng mình đang có tốc độ tốt hơn so với có lẽ là người đồng đội của mình Charles Leclerc phía trước. Trương Quản Vũ cùng với Kevin Magnussen. Và còn đây là chiếc xe của Checo Perez. Perez đã vượt qua được Charles Leclerc. Tình huống bật DS sau khúc cua số 10, tấn công ở lai trong. Và bây giờ thì hai chiếc xe của Ferrari ở phía sau, đó là Leclerc cùng với Carlos Sainz. Tình huống cạnh tranh giữa Checo Perez và Charles Leclerc đã vô trùng giúp cho Checo Perez có thể nới rộng khoảng cách của mình với nhóm sau. Và lại là một tình huống mà Charles Leclerc bị khóa bánh nữa ở khúc cua số 10. Một khúc cua anh đã hai lần bị khóa bánh, và ở trong lần khóa bánh đầu tiên thì Sergio Perez đã không thể vượt lên. Nhưng đây là một cơ hội không thể bỏ lỡ đối với tay đua của Red Bull. Và có một tình huống cờ vàng xảy ra, một khúc cua số 4 với chiếc xe của Logan Sargeant. Và bây giờ sẽ có được DRS đến từ phía Carlos Sainz. Một tình huống mà anh có một pha núp gió trước người đồng đội của mình, cạnh tranh với nhau trong khúc cua đầu tiên này. Và Carlos Sainz đã vượt qua được Charles Leclerc. Tốc độ của Carlos Sainz đúng như anh đã nói là tốt hơn so với Charles Leclerc, và đây là thời điểm để anh vượt qua để giúp cho Ferrari có sức cạnh tranh hơn trên đường đua. Carlos Sainz rất thông minh, trước khi tấn công Charles Leclerc khúc cua số 1 thì anh vẫn đặt chiếc xe của mình phía sau chiếc xe của đối thủ. Sẽ có DRS dành cho cả Charles Leclerc cũng như là Carlos Sainz. Ferrari tỏ ra khá khó khăn trong việc vượt qua được Mercedes, nhưng vừa rồi là một tình huống cố gắng phanh muộn của Leclerc. Nhưng liệu anh có bị tấn công lại bởi DRS hay không? Leclerc vẫn có DRS để vượt qua được Carlos Sainz. Cho Leclerc gặp nhiều vấn đề. Chúng ta cùng xem lại tình huống mà Carlos Sainz đã vượt qua được Charles Leclerc. Anh thậm chí còn vẫn lấy được điểm phát hiện DRS. Và Leclerc thì có một tình huống khóa bánh của số 10. Chúng ta xem lại tình huống mà Daniel Ricciardo đã bị trượt đỉnh, và sau đó thì cũng không có được độ bám để đưa chiếc xe ở bên trong đường đua. George Russell và Fernando Alonso tấn công một khúc cua số 14. Hamilton đã vào pit. Khúc cua số 14 không phải là một khúc cua hợp lý để tấn công, và bây giờ sẽ có DS dành cho George Russell. Có lẽ sẽ không khó khăn dành cho George Russell với bộ lốp kính mới để vượt qua được Fernando Alonso. Alonso vẫn đang cố gắng để núp gió. Piastri ra khỏi pit và ngay lập tức cạnh tranh với Lewis Hamilton. Nhưng đó là một tình huống chết đuối rồi. Và ngay tức mất đi lợi thế của mình, anh không thể tăng tốc đủ nhanh để có thể đuổi theo được Lewis Hamilton. Và đây là tình huống kích hoạt DRS. Bây giờ là khúc cua số 14, khoảng cách là 22,3 giây so với người xếp sau. Max Verstappen, người đã có được chiến thắng chặng đầu tiên ở mùa giải năm nay, chiến thắng tại Bahrain Grand Prix.
một chiến thắng không thể thuyết phục hơn. 2 năm liên tiếp giành được chiến thắng tại đây.